Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Gia đình cầu nguyện với lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy sau Chúa Nhật 16 thường niên, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho cho tôi. Suy niệm. Thánh Phêrô kim ngôn nói: Nếu Thiên Chúa không kiên nhẫn với cỏ lùn, thì giáo hội sẽ chẳng có thánh sử Matthew, cũng chẳng có đại thánh tông đồ Phaolô, kẻ được chọn giữa những người bách hại. Dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng lúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt của một vị Thiên Chúa đầy nhân từ, kiên nhẫn và bao dung. Không những kiên nhẫn chờ đợi, Thiên Chúa là chủ vũ trụ và nắm trong tay vận mệnh con người, còn hy vọng những người xấu hối cải sửa mình để nên người tốt. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình và biết học nơi Đức Giêsu sự kiên nhẫn và bao dung với anh chị em. Đừng vội kết án hay loại trừ, nhưng hãy ân cần nâng đỡ anh chị em mình. Thiên Chúa không bao giờ dập tắt hy vọng của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ đóng cửa tương lai, đừng bao giờ dập tắt hy vọng của mình và của anh chị em mình. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết yêu thương, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, để mọi người được hưởng ơn cứu độ của Ngài. Amen.